về về mới ông đẻ cho anh em xem. Chúc anh em chăn nuôi phát triển nha. Nên nét khó quá vậy. Mấy ngày nữa xong. Con này cũng vậy luôn. Cứ mười mấy ngày. Nhưng con nào mình cũng phải ghi gì hết nha. Ghi tên của nó với cái giống nào, con nào nhảy gì đó. Em này cũng mới đẻ nè. Bốn con. Con này bữa 26 con này trễ rồi nè, mà chưa đẻ nè. Con này cũng mới đẻ luôn. Đây, 27 luôn. Con này nãy có coi rồi, được 2 cái một đực. Còn 4 con kia chưa coi. Không chờ luôn, con này tới 29 mấy hay sao. Đây. Đây dễ sinh sản. Đây, mấy con này là lên bầu hết rồi. Chờ ngày phối nha. Đây, chờ ngày đẻ thôi. Đây, con này là lên bầu hết rồi. Cả đây là hoàn toàn là để chạy sinh sản. Con này nãy cũng đẻ rồi nè. Con này nãy cũng hiền, coi coi được rồi nè. Được 4 con, 3 cái một đực luôn. Có cổ 4 bên sau lưng thì chưa coi nè. Con mẹ nó hơi hụt, hộp cái cây vô nó khó chịu lắm. Con này cũng chờ ngày đẻ thôi. Con này nó cũng ấy đây nè. Đang chờ đẻ luôn nè. Bầu. Mấy con bầu thì chưa có để gỗ vô đâu. Mấy con nào gần đẻ mới để gỗ. Như con này hơi nhát là để gỗ trước nè. Để gỗ trước. Đây cũng vậy. Con này lên bầu hết rồi. Cái này hết rồi. Còn cốc đằng kia. Đây là tổng quan toàn cảnh khu sinh sản của mình nha. Đây cũng được mất lắm, tách bầy với đang âm câu nè. Bên đây tách rồi, chia cho khách rồi. Còn con đực. Ố này ố trước là ba con. Bên này 4 con nè. Và cũng chuẩn bị tách được rồi nè. Bên này 3 con. Bên này cũng 3 con luôn. Mấy con này là tách mẹ hết rồi nè. Con này ổ này cũng ba con bán gì rồi, 2 cái một đực chắc bắt à. Đây còn một con cá hãm, 2 con mà bắt một con giao đi, còn một con. Con này cũng vậy luôn. Con này là một đực 2 cái, bắt một cái giao nè. Khách thì giờ mua tỷ lệ là cái nhiều hơn đực nha. Này con đực. Đực mới có hai mấy ba tháng mà gì nè. Đực này em giữ lại. Đó này một đực một cái. Con này không đẻ ba con mà con do con mẹ nó chỉ có 4 vú thôi. Nó bị hư 2 vú dưới rồi không đủ sữa. Em mới tách đi, tách ra lại coi. Con này chỉ cho nó nuôi 2 con à. Tách đi rồi ghép ổ á. Con này cũng vậy, con này cũng một đực 2 cái, lấy 2 cái bán đi rồi, chừa con đực lại nè. Con này cũng dữ luôn. Mấy cái con ở là 1-1 cái thường đa phần là mấy con đực nha. Con này 2 cái nè. 2 cái thì chờ đủ nó ăn cứng lại. Chứ nó không còn nhát người nữa, nó bắt đầu mình chia cho khách nha. 2 cái. Con này cũng vậy. Thì mình nuôi mình giao cho khách tới giờ nuôi khoảng chậm chậm á, to to xíu thì cách về nuôi thì không có sự cố, không có gì xảy ra hết. Cái này ba được không? Con đực này mà cắn cái cưng. Con này hai được một cái nè.
đa phần của em hiện đó, cái lứa so nó đẻ ba nhiều nha. Rồi lứa khi mà nó đẻ đẻ qua năm 2 á mới có lứa 4, lứa 5 thôi, nhưng ma đa phần là ba nhiều. Đa phần là lứa ba không à. Con này cũng vậy luôn. Cũng mới về tấp mẹ này, con này con so luôn nè. Được một cái khay cá. Có được con này 4 nè, con này con mẹ đẻ năm 2, năm 3 nè. Nó đẻ già tròn mới đẻ bắt đầu số lượng con nhiều hơn nha. Con này được một được ba cái luôn nè. Này ra ngoài cho mẹ đẻ được có ba con rồi. Một được hai cái luôn. Con này cũng ba con luôn. Mà là hai được một cái. Mà tính lại chia qua chia lại nó cũng trung bình anh em ơi. Còn con này thì chưa coi, tại con mẹ nó hùng quá. Mấy con nó ra ngoài leo lên cây chân kìa, mà con mẹ nó mẹ thối thằng ngồi leo gỗ muốn hết mà nó hùng lắm, nó hay hùng như nè, đưa là bắt đầu là nó bay ra quá gì vậy, chưa nó dám con đó. Cái này cũng vậy luôn, cái này cũng ba con mà em chưa coi nè, hổm dài công việc nhiều quá rồi không có coi không có ghi lại. Con này hổm là nó rớt rồi, nó bắt cái gì bên kia phối lại à. Con này thì ổ này để có hai con được à, con mẹ hết hồn hình dáng con mẹ không. Còn con này thì nó đẻ mấy lứa trước là cái không à, sao lứa này đẻ ba được mới, con này để cho em lứa thứ năm rồi nè. Rồi mấy lứa trước là ba cái một được, ba cái rồi hai cái hai được, để bốn bốn nhiều, lứa này để có ba mà ba được nữa. Con này cũng vậy luôn, con ngủ cái không. Hay được một cái con lên nằm ngủ rồi. Ê, con đó, con nằm trong thì đã luôn. Đa phần của em là mặt trắng trắng với mặt xám gì không nha anh em, con nào cũng vậy. Trước khi mà bắt giao cho khách đó là căng cho khách coi là hết luôn, ở cái con đó là bao nhiêu căng, căng điện tử. Nói chung là mình làm ăn thì rõ ràng thì mình mới đi được lâu dài. Rồi chúc anh em chăn nuôi phát triển nha.